Bộ Y tế Indonesia vừa cho phép tất cả các phòng thí nghiệm của nhà nước hoặc tư nhân được xét nghiệm COVID-19, miễn là đạt tiêu chuẩn về an toàn sinh học. Đây là nỗ lực mới nhất của Indonesia nhằm thực hiện 10.000 xét nghiệm mỗi ngày trên toàn quốc. Hiện có 68 phòng thí nghiệm trên cả nước đã đủ trang thiết bị và vật tư cần thiết để xét nghiệm. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ tất cả các phòng này đều thiếu kỹ thuật viên. Để khắc phục vấn đề này, lực lượng đặc nhiệm chống COVID đã xin hỗ trợ từ Hiệp hội Bác sĩ Indonesia, đồng thời sẽ sớm tiến hành tuyển dụng và đào tạo thêm các kỹ thuật viên. Tới nay, Indonesia là một trong các nước có tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 thấp nhất thế giới, với chỉ 444 xét nghiệm trên 1 triệu dân, tính đến ngày 6 tháng 5, thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực.